Thưa quý vị, tranh chấp đất đai hiện là một trong những tranh chấp xảy ra khá nhiều trong cuộc sống. Do đó, những tranh chấp liên quan đến đất đai thì vô cùng phổ biến và phức tạp. Để giải quyết được các vấn đề về tranh chấp đất đai thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định được chính xác là các dạng tranh chấp nào. Vậy làm thế nào để có thể xác định đúng về các dạng tranh chấp đất? Nếu xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai, người dân sẽ phải làm như thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình? Phóng viên Phố Bất Động Sản của chúng tôi đã có cuộc trao đổi trò chuyện với luật sư Quách Thành Lực, công ty luật Pháp Trị, Đoàn Luật sư Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn luật sư đã nhận lời chia sẻ cùng với chúng tôi. Vâng, xin luật sư cho biết thì hiện nay có những dạng tranh chấp đất đai nào và đất đang thuộc trường hợp tranh chấp đất đai thì là có được chuyển nhượng hay không ạ? Về tranh chấp đất đai thì nó có rất nhiều dạng tranh chấp, nhưng nó quy ra là hai cái dạng tranh chấp phổ biến, bao gồm tranh chấp đất đai và tranh chấp liên quan đến đất đai. Còn tranh chấp liên quan đến đất đai thì là những cái tranh chấp mà thông qua một cái quan hệ, một cái giao dịch, người ta giải quyết cái quan hệ, cái giao dịch này thì sẽ làm sáng tỏ được cái việc là ai là người có quyền sử dụng đất. Nếu mà tranh chấp ví dụ hợp đồng liên quan đến đất đai thì chúng ta không phải hòa giải ở ủy ban cấp xã, chúng ta có thể kiện thẳng ra tòa để giải quyết vụ việc. Nhưng nếu mà tranh chấp ví dụ lấn chiếm đất đai chẳng hạn thì việc chúng ta hòa giải ở ủy ban cấp xã là điều kiện bắt buộc. Nếu chúng ta không hòa giải, tòa án không thụ lý. Đất không có tranh chấp thì mới đủ điều kiện để chuyển nhượng, còn nếu có tranh chấp thì là đất ấy sẽ không đủ điều kiện chuyển nhượng. Vâng, xin luật sư cho biết thì là đất đai đang thuộc trường hợp tranh chấp như vậy thì hiện nay thì đang được giải quyết như thế nào? Hiện nay ấy, thì nó có những cái cơ chế giải quyết như sau. Nó phụ thuộc vào kiểu loại tranh chấp để xác định được là cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Để xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ấy, thì chúng ta phải xác định rằng là tranh chấp đất đai nó có giấy tờ hay không có giấy tờ, và tranh chấp nó có liên quan đến tài sản hay không. Phân biệt rất dễ thôi. Có giấy tờ và liên quan đến tài sản thì buộc phải chọn tòa án giải quyết. Còn nếu tranh chấp mà đất đấy không có giấy tờ thì chúng ta có quyền lựa chọn tòa án giải quyết hoặc lựa chọn ủy ban nhân dân giải quyết. Tuy nhiên là cả hai cái trường hợp này thì chúng ta cần thực hiện một cái khâu đầu tiên là chúng ta nên hòa giải ở ủy ban cấp xã trước. Dựa trên biên bản hòa giải đó thì chúng ta sẽ gia tăng khả năng giải quyết được vụ việc. Có thể vụ việc nó sẽ kết thúc luôn trong quá trình hòa giải. Thông qua hòa giải là chúng ta có thể giải quyết được việc rồi. Và nếu hòa giải xong thì chúng ta có thể công nhận kết quả hòa giải thành đó và nó có giá trị thi hành. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã chia sẻ cùng với chúng tôi. Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý 2 năm 2023 của Bộ Xây dựng, nguồn cung mới về văn phòng cho thuê trên địa bàn cả nước vẫn tiếp tục hạn chế khi không có dự án tòa nhà văn phòng cho thuê mới nào được đưa ra thị trường. Về mặt bằng thương mại, trong quý 2 năm 2023, trên địa bàn cả nước không có dự án trung tâm thương mại, siêu thị lớn nào khai trương và đi vào hoạt động. Nguồn cung mới về mặt bằng thương mại vẫn tiếp tục hạn chế. Nguồn cung chủ yếu được bổ sung thêm từ một sàn thương mại của các tòa nhà hỗn hợp, tuy nhiên số lượng không nhiều. Cùng với đó, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 tại các trung tâm thương mại cơ bản ổn định. Nhu cầu thuê đối với mặt bằng bán lẻ nhà phố có xu hướng giảm. Trước mục tiêu hoàn thành 56.200 căn nhà xã hội gồm 18.700 căn giai đoạn 2021 đến 2025 và 37.500 căn giai đoạn 2026 đến 2023. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2023, trên địa bàn Hà Nội đã có 4 dự án hoàn thành toàn bộ, một dự án hoàn thành một phần với khoảng 0,345 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, khoảng 4.168 căn hộ. Hiện có 40 dự án đang triển khai, gồm 18 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021 đến 2025 với khoảng 0,869 triệu m2 sàn, 12.137 căn hộ, 22 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau 2025 với khoảng 1.689 triệu m2 sàn, 22.400 căn hộ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội đang tổ chức triển khai lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, độc lập, tập trung, với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 277 ha. Thống kê về giao dịch theo quý, trong quý 2 năm 2023, tỉnh Lâm Đồng có lượng dự án bất động sản tăng mạnh. Cụ thể, ghi nhận 5.160 giao dịch đất nền và 327 giao dịch nhà ở riêng lẻ. Trong khi đó, quý đầu năm chỉ có 3.246 giao dịch đất nền và 287 giao dịch nhà ở riêng lẻ.
Thống kê từ Sở Tư pháp cũng cho biết, số lượng giao dịch đất nền tại Lâm Đồng trong quý 2 năm 2023 tập trung chủ yếu tại huyện Bảo Lâm với 1.253 giao dịch, huyện Lâm Hà với 775 giao dịch, huyện Di Linh với 647 giao dịch, huyện Đức Trọng với 614 giao dịch, thành phố Bảo Lộc với 611 giao dịch. Riêng về số lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ trong quý 2 năm 2023 tập trung chủ yếu tại huyện Đức Trọng với 100 giao dịch, thành phố Đà Lạt với 92 giao dịch, thành phố Bảo Lộc với 69 giao dịch, huyện Bảo Lâm với 54 giao dịch. Kính thưa quý vị, ưu tiên quỹ đất đẹp, giao thông thuận lợi gần các khu công nghiệp là cách mà tỉnh Bắc Giang đang thực hiện để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội, góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Giang đã thu hút được 12 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng khoảng 26.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng hơn 90% nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân giai đoạn 2021-2025, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại đề án 338 trong giai đoạn đến năm 2025. Dự án nhà ở xã hội Evergreen dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Sở hữu vị trí đắc địa, dự án nằm ngay tại mặt tiền cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, liên kề ba khu công nghiệp lớn, khu công nghiệp Quang Châu, khu công nghiệp Đình Chám và khu công nghiệp Vân Trung, giữa thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, được thừa hưởng hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ cùng các dịch vụ và tiện ích đi kèm. Với tổng mức đầu tư 2.298 tỷ đồng vừa được khởi công vào tháng 6 vừa qua, hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với 2.300 căn hộ cung ứng ra thị trường. Dự án Evergreen Bắc Giang là bao gồm là 16 tòa chung cư cao 20 tầng và sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 7.000 căn hộ. Thì hiện nay đã triển khai giai đoạn 1 là 5 tòa. Thì hiện nay là 5 tòa này đã cung cấp đủ điều kiện bán hàng và cung cấp ra thị trường là được 2.300 căn hộ. Giai đoạn tiếp theo là sẽ triển khai tiếp 5 tòa nữa và giai đoạn cuối cùng là triển khai tiếp 6 tòa. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 12 dự án nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp đang được thi công xây dựng hoặc đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Với quy mô sử dụng đất 76,73 ha, tổng mức đầu tư khoảng 19.801 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 94.644 căn nhà ở cho công nhân. Chúng tôi chú trọng đến cái việc tạo rà soát, tạo các cái quy hoạch, các cái vị trí mà nó có cái thuận lợi, lợi thế để mà tạo sức hấp dẫn cho cái thu hút đầu tư của các dự án nhà xã hội, nhà công nhân. Bên cạnh đó thì Bắc Giang chú trọng cho cái việc hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính. Đến thời điểm hiện nay thì 12 dự án đã được chấp thuận lựa chọn đầu tư thì đã đang triển khai đảm bảo, cơ bản đảm bảo theo cái tiến độ kế hoạch đặt ra. Trong đó thì đã có một số dự án thì đã có cơ bản hoàn thành đủ điều kiện để mà chuyển nhượng cho các cái nhu cầu của người lao động trên địa bàn. Nhằm thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể trong việc xét duyệt các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội về tiêu chí không có nhà ở, đất ở để các địa phương triển khai thực hiện một cách đồng nhất, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành để góp phần thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Chính phủ đã đề ra. Với chỉ tiêu hoàn thành 33.500 căn nhà ở xã hội đến cuối năm 2024, hiện nay thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Và tháng 3 vừa qua, lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên đã được triển khai. Theo đó, đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ của thành phố. Toàn bộ khoảng 12 hecta khu đất tại Tổng kho 3 Lạc Viên này, số 142, thuộc hai phường Cầu Tre và Mái Chay, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi được giải phóng mặt bằng xong, công ty cổ phần Thái Hậu Đinh sẽ tiến hành triển khai xây dựng 10 tòa nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 340.952 m² với 456 căn hộ. Dự án nhà ở xã hội này sẽ đáp ứng nhu cầu gần 18.000 người. Phía công ty cổ phần Thái Hậu Đinh cho biết, hiện tại mong muốn sớm được thành phố Hải Phòng bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án.
Và mong muốn tiếp theo của công ty cổ phần Thái Holding là mong muốn rằng là sẽ được tiếp tục nhận được cái phần đất bàn giao còn lại của dự án để tiếp tục xây dựng đầu tư các cái khu nhà cao tầng, là chính là khu nhà ở xã hội của dự án. Theo dự kiến, ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, trong thời gian khoảng 24 tháng, dự án sẽ hoàn thành. Hiện nay, Hải Phòng đã và đang triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đã khởi công 7 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội kết hợp cải tạo chung cư cũ, tổng quy mô khoảng 11.000 căn. Cùng với đó, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 9.000 căn. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày 7 tháng 8 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.